Rồi, máy nổ trên bãi Thanh Bình xin chào bà con nha bà con. Đó, hôm nay mình lên cái lô máy tưới nước cho bà con nè. Đó, cái lô này thì nói chung ra là mình bán là cái đối với cái giá thành là bán rẻ ha, để lấy cái vốn lại để nhập cái lô máy mới về ha, lô máy mới về. Thì bây giờ đó là mấy cái con máy này thì nói chung ra là mình sẽ giới thiệu kỹ càng cho bà con mình ha. Đó, rồi bây giờ Y15 nè, bốn ngựa Honda, bốn ngựa Metsu 130, Metsu 131, Metsu 130, bốn ngựa và GB ha. Đó, bữa nay mình lên cho bà con chín con máy ha. Đó, rồi đầu tiên là mình lên cho bà con cái con EY15. Đó, con này là áo sống đồ đạc liền lạc rất là đẹp ha. Đó, nói chung ra là ken sapen luôn, lóc trắng tinh ha. Đó, con này ba ngựa gửi dòng tua 4000, bơm là bơm sắt pha gan, ốc còn 7 màu luôn nè. Đó, hút 49, xả 49, nó khung còn rất là đẹp, áo yếm rất là đẹp ha, cần ga còn vàng hực luôn nè. Boe bô lửa là zin toàn tập, máy móc là chưa gã gáp, chưa bung bao, đồ zin 100%. Đó, bây giờ mình giới thiệu thêm về cái phần máy. Mình bán máy cho bà con cái thứ nhất đặc biệt bên máy nổ Nhật Bản Thanh Bình là không cọc. Đó, cái thứ hai là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Đó, là cái thứ ba, bà con test máy nổ rồi mới nhận máy, mới trả tiền shipper ha. Đó, đối với dòng máy nghĩa địa Nhật Bản này thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình á bán cho bà con á là bảo hành cho bà con mình 6 tháng ha, bảo hành 6 tháng đó, cho bà con mình yên tâm mà sử dụng ha. Đó, đối với cái dòng máy Y15 này thì đời con này là chạy IC chứ không phải chạy chính lửa ha. Đó, rồi thêm một cái nữa, khi mình giao máy cho bà con á thì mình sẽ tháo nhớt trong máy này ra hết, mình đổ ra ngoài hết, mình không để trong máy một miếng nhớt nào bu điện về theo rồi này kia nó không nhận nhớt với xăng nha bà con. Đó, nên mình hút xăng đổ nhớt hết. Bà con đem máy về mình có tặng cho bà con kèm một chai nhớt thì bà con đổ vô cho bằng mặt cái máy này giùm mình ha, bằng mặt cái nút nhớt. Đối với cái máy nào cũng vậy, cũng bằng mặt cái nút nhớt này là nó đủ nhớt nha bà con. Đó, bà con nhớ lưu ý kỹ giùm cho máy nổ cho máy tinh bình cái này vụ này ha. Khi bà con mua thì bảo hành bao ship, rồi bảo hành rồi bao ship, rồi tặng kèm phụ kiện, thì nó có tặng kèm phụ kiện là gồm có một cái đầu găng mũ ở đây, tặng cho bà con cái đầu găng mũ ở đây là hai cái đầu găng và một cái đầu biếng. Đó, tặng kèm cho bà con một chai nhớt, một tiếp mở muri ha. Đó, thì bà con mình về tặng sử dụng ha. Đó, rồi đối với cái phương diện mà dòng máy Nhật Bản thì mình cũng nói thiệt với bà con là nó không đẹp như máy mới ha. Nó phải có một cái vết chày, một vết xước, một vết mốt, nó nói chung ra là sẽ có đủ hết trơn trên bằng dòng máy cũ, bởi vì máy này là máy nghĩa địa Nhật Bản, nó là bên Nhật người ta đã xài rồi, mình về Việt Nam mình xài lại nên nó là không đẹp hoàn hảo như máy mới được nha bà con. Còn đối với phương diện thùng xăng, đó quan trọng là cái thùng xăng này, thùng xăng này thì mình nói thiệt tình với bà con, đối với cái thùng xăng á thì mình không có bao cho bà con là thùng xăng trắng như mới ha. Nó bởi vì người ta đã xài rồi, nhiều khi nó bị nước để lâu quá nó cũng bị gỉ đen gỉ sét ha, mà gỉ đen gỉ sét dưới cái mức độ mình chấp nhận được, nó là như là lỗ nó vàng vậy đó bà con ha, chứ không phải không đổ lớp ha, không xét lớp, không xét lũng không đổ lớp. Nó mấy cái đó thì mình bỏ lại, mình không bán cho bà con, nó chỉ gỉ đen gỉ sét đốm trắng đốm đen, đốm trắng đốm đen thôi ha, nhầm cái thì nó cũng trắng tinh vậy đó bà con. Nó ha, rồi xong tới cái phần mua bán máy này kia thì á mình bao đồ zin cho bà con là chỉ bao cho bà con máy móc chưa gắp chung là chưa bung đuôi nè ha, chưa bung nắp pilap nè, nó bình xăng con gin nè, bình xăng con gin nè, IC gin ha. Nó còn ống xăng, dây xăng, khóa xăng thì mấy cái đó thì nếu mà cái nào hư thì mình thay, còn cái nào còn thì mình để ha. Rồi thêm một cái nữa bỏ cho các cũng phàn nàn nhiều, đối với cái lượt xăng này nó thì máy nào có thì mình để cho có ha, còn máy nào không có thì nó không có nha bà con. Để em thôi bà con mình về, có nhiều khi nói sao không bỏ lượt xăng vô, bỏ lượt xăng tại không có, chứ phải có cũng không có nhiều tiền đâu bà con, cũng bỏ vô cho bà con ha. Con này là E15 máu yếm liền lạc đồ đạc là nguyên zin nè ha. E15 con này làm E15 thì số xe ghi máy Nhật nằm đây ha. Đó, bà con kiểm tra đây là máy Nhật, nó số xe ghi nằm đây. Nó bơm nãy sắt pha gan, bơm này thì chống được cái tình trạng mà nó oxy quá, nó bị mòn, nó bị bể ha. Đó, hút 90 xả 90 ha. Hút 49 xả 49. Đó, rồi. Cách nổ con này cho bà con mình tham khảo nè. Máy chạy rất là không, rất là bốc khen, giật kéo nhẹ cái chạy đặc biệt không ra khói nha bà con. Đó, bây giờ mình sẽ lên tiếp cái lô hồi hôm qua. Hồi hôm qua là A7 nha bà con. Bữa nay con A8 nè. Con A8 thì hiện tại con này mình đang bán cái giá 2,2 triệu. Bây giờ bữa nay thì tính cho bà con cái giá 2 triệu luôn. Đó, bán sổ nhanh thu hồi vốn. Đó, đặng nhập cái lô mới về nha bà con. Đó, lô mới hiện tại bên bãi nó báo cũng đâu khoảng chừng 70-80 cái, 100 cái vậy đó bà con. Đó, bây giờ mình sổ xiết cái lô này. Đó, này cũng giảm giá lại cho bà con mình, nó để cho
ga lẻ hen. Con này là A8 giá E15, con này 3,5 triệu, giá của nó là 2 triệu. Rồi tiếp theo mình lên cho bà con một cái con GX120 Honda 4.0 HB. Nó áo yếm thì bà con thấy ha, nó cũng có chóc sơn chóc chày này kia, bình xăng thì nó cũng có ghét vàng ở đây ha. Đặc biệt bình xăng là không đổ lớp nha, không xét lớp, không đổ lớp, nên bà con cứ yên tâm ha. Nó con này là 4 HB, dòng tua 4000. Nó lốc trắng tinh ha, lốc còn rất là đẹp luôn nè. Nó lốc cực kỳ trắng đẹp ha, máy móc là chưa gã gáp, chưa bung đồ zin 100%. Con này là model in da băng, nó bơm model da băng ha. Đó, con này là hút 60 xả 60, lưu lượng lít là 600. Đó. Cò của nó thì con Honda là con nào con nấy nó cò vàng nha bà con. Bô lửa thì còn chấp nhận được, còn rất là đẹp ha. Bình xăng là bình xăng Kenhin model in da băng, ha, lốc trắng tinh ha. Bô e thì rất là đẹp luôn. Đó, con này là đồ đạc áo yếm liền lạc đồ rất là đẹp luôn ha. Con này là 4 ngựa. Đó. Model in da băng. Nó lốc bọng đồ là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin ha. Mình quay rất là kỹ cho bà con mình tham khảo luôn. Rồi bình xăng Kenhin ha, cò thì ốc chữ C hết trơn nè ha. Ốc chữ C hết. Nó ốc ác thì zin hết trơn, thì bao bà con là máy móc chưa gã gáp chưa bung. Đồ zin 100%, bà con nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn, test máy nổ đàng hoàng thì mới thanh toán ha. Đặc biệt bên máy nổ cho bãi Thanh Bình bán máy bãi cho bà con là đặc biệt bao không ra khói ha. Nên bà con cứ yên tâm mà sử dụng. Máy không ra khói á thì thứ nhất á là nó không lỏng bạc, bít tông rồi không máy này kia đâu ha. Nên nó là nó đồ nó rất liêm ha. Đó rồi. Nó con này là Honda 4 ngựa. Nó áo yếm đồ đặc liền lạc ha. Rồi mình test nổ này cho bà con tham khảo luôn. Đó, máy lớn rất là gông, garanti thì nhuyễn như. Đó. Con này á là hiện mình bán con này á là con A9 nè. Con này ngày xưa bán rẻ nhất cũng phải từ 2 triệu 8 tới 3 triệu ha. Lộn, 3 triệu tới 3 triệu 2. Thì bữa nay mình tính cho bà con cái giá là 2,8 triệu thôi. Đó. Giá thành thì nói chung ra là cũng có giảm nhỉnh là chút đỉnh cho bà con mình ha. Đó. A9 giá 2,8 triệu. Đó, tiếp theo mình sẽ lên cho bà con cái con này. Con này thì mất tiêu cái tem ha. Chụp giật này là có sơn lại ha, chụp giật zin, áo zin, bình xăng zin. Đó, bô lửa, nói chung là con này zin toàn tập, máy móc là chưa gã gáp chưa bung, nhưng đặc biệt con cái là cái chụp giật này nó hơi xấu quá. Nên nó là trên là bên bãi người ta có sơn ha, chứ mình không có sơn. Đó, đó này có sơn lại, sơn áo lại, sơn cái việc lại này ha. Đó, zin xịt zin nha. Nó toàn bộ là zin hết. Đó, đây. Máy rất là đẹp luôn nha bà con, trắng tinh ha. Đó, máy trắng đẹp như mới luôn nè ha. Ốc ác là chữ C hết, con nào con nấy zin toàn tập hết ha. Máy móc là chưa gã gáp chưa bung. Con này đang xài cái bơm Cushin lưu lượng lít là 600. Đó, lưu lượng lít là 600. Máy móc là chưa gã gáp chưa bung, đồ zin 100% ha, hút 60 xả 60. Đó, máy trắng rất là đẹp. Cò thì con này con này là cái cò đẹp cực kỳ luôn nè. Gì là đẹp đó nghe bà con. Nó bình xăng là bình xăng Kenhin. Đó, bình xăng Kenhin, bình xăng zin luôn ha. Đó. Kenhin model da băng luôn. Bô e zin, bô lửa zin. Đó, con này là rất là đẹp. Máy móc là đồ đạc là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin. Đó, máy móc đẹp cực kỳ ha. Con Honda này thì vậy rất là bền, nhảy nổ, tiết kiệm xăng. Đối với dòng Honda Nhật thì số xe ghi nó sẽ nằm ở đây ha. Bà con mình đã tham khảo số xe ghi ha, nằm ở đây. Đó, rồi bây giờ mình test nổ này cho bà con mình tham khảo luôn. Đó, máy thì giật lên rất là gông, rất là bốc. Con này là Honda 4 ngựa nghe bà con. Đó, con này Honda 4 ngựa. Đó. Con này là 4 ngựa, dòng tua 4000. Đó, con này là con A10. Đó, con này hiện tại bán cho bà con cái giá cũng là 2,8 triệu luôn. Đó, con này là con A10, con này là giá 2,8 triệu, con này là 4 ngựa ha. Đó, con này còn rất là đẹp, rất là hoàn hảo nha bà con. Đó. Rồi, tiếp theo cũng lên Honda nữa. Honda đâu mà quá trời Honda vậy ta. Nó chơi chứ cái dòng Honda này bán được dữ lắm nha bà con. Bán chạy hàng luôn á. Tại vì Honda nó xài rất là bền. Người Việt Nam mình thì thứ nhất là phải hàng Honda, thứ hai là phải Mitsu ha. Đó, nhưng Honda thì nó đỉnh hơn Mitsu. Đó, thằng nào cũng có cái lợi thế của nó khác nhau hết trơn. Con này là GB120 Honda 4.0 HB. Chụp giật zin, áo zin, bình xăng zin đó. Con này là zin toàn tập, máy móc là chưa gã gáp chưa bung, đồ zin 100% ha.
nhưng tội cái là cái bô lửa cái bình xăng nó là nó bị để mà mưa nó bị xét chỗ này, nó xét trên này, nhưng thật chất cái bên trong cái bình xăng con này bảo đảm với bà con là trắng như bốc luôn, trắng tinh luôn, trắng như mới luôn ha. Nó bên trong trắng như mới nhưng bên ngoài thì bị mưa nên nó xét chỗ này. Đó, mấy cái máy mà nó có mấy cái lỗi thì tự động bên máy nổ thì phải thanh bình sẽ giảm giá cực kỳ rẻ cho bà con mình để cho bà con mình mua được một cái máy ha. Đối với cái này thì bà con mình về mua chỉ cần mua một chai nước sơn xịt 30.000 thôi. Đó, bà con sơn lại một cái là nó trắng đẹp như mới luôn. Đó, nhưng máy nổ thì phải thanh bình không làm vậy. Làm vậy thì quay đi déo nó rất là đẹp. Nó nhưng khi bà con nhận máy thì nó rất là xấu. Đó, mình sơn phết lại thì bà con thấy bà con nói sơn này sơn kia sơn nọ rồi máy nó đẹp quay rồi lừa đảo rồi này dọc kia bà con ha, nên máy nổ chứ phải thì mình không bao giờ làm vậy. Để nguyên đai nguyên kiện nguyên zin chẳng thà bán giá rẻ để cho bà con mình mua được một con máy vừa lòng. Đó, khi bà con nhận máy bà con cũng vừa lòng, bà con không có cự cãi, không phàn nàn, không nói năng gì máy nổ chứ phải thì mình ha. Đó, con này thì nói chung ra là rất là vip luôn. Lóc có thì nó trắng như mới nè. Đối với cái dòng Honda này thì bà con mình mua thì bà con mình nhớ kỹ giùm cho máy nổ chứ phải thành bình, máy nổ phải mình cũng nói thiệt. Cái vẻ bên ngoài này nó không quan trọng đâu bà con, dù như chụp giật, áo giật, bô le, bô lửa, nói chung mấy cái này mua không có bao nhiêu tiền hết. Bây giờ bà con xích ra khoảng độ khoảng 60 120. Đó là 120 là 240 cái này 60 nữa là 120 đi. Là 360.000 bảo đảm với bà con 360.000 bà con mua cái bà con thay mới tinh luôn. Nó không có gì cũ hết, nhưng quan trọng cái đặc điểm nó quan trọng là cái chỗ cái máy Nhật á là máy móc nó có bung chưa. Nó có gã gáp chưa. Đó, bình xăng của nó là bình xăng zin hay là bình xăng lô, IC zin hay là IC lô. Ha, nó quan trọng là bốn cái đặc điểm của nó thôi, mình chỉ kỹ cho bà con luôn. Nó máy móc chưa gã gáp chưa bung, đặc biệt máy không phải ra, không ra khói, nó thì xài nó mới im. Ha, còn máy mà có ra khói, đồ đạc đã gã bung ra thì máy bán thật sự ra bán nửa giá tiền, bà con mua cũng không nên mua. Ha, nó quan trọng là cái máy á, là quan trọng máy móc chưa gã gáp chưa bung, đồ zin 100% là được. Còn mấy cái dàn áo dàn lông ở ngoài này bảo đảm với bà con mấy đó là cái bằng bên ngoài thôi, không có nhiêu tiền hết chứ, kệ ghê à. Nó cái thằng đó nó kệ ghê à, chứ không quan trọng gì chứ á. Nó chỉ quan trọng là cái máy chưa gã thôi. Đối với cái máy này chưa gã thì bà con có thể khả năng xài 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm là nếu bà con xài số lượng ít thì cả bán 10 năm bình thường ha. Nhật là nó quan trọng cho đó, nó quan trọng là đồ zin đi, nó quan trọng là máy móc chưa gã chưa là được ha. Nó con này thì số xe ghi nằm đây, Honda Nhật số xe ghi nằm đây ha. Khung con này rất là đẹp luôn, khung này cực kỳ đẹp luôn. Nó hiện tại con này đang xài cái bơm là hút 60 xả 60 lưu lượng lít là 600 luôn ha. Nó cái cò nó đẹp như mới luôn nè bà con. Nó Honda mà cò đẹp như gì thì không có bàn được ha. Nó đây, bô thì trắng tinh luôn ha. Bô ở trong nó còn trắng rất là đẹp luôn nè. Nó bình xăng là bình xăng Kenhin mà mới tinh luôn, mua đen da băng nào hoàng ha. Bô zin luôn, nói chung là con này đẹp hoàn hảo. Chỉ có mỗi cái tội cái là anh bị xét bình xăng ở đây thôi, sơn lại cái đẹp như mới liền. Đó, rồi bây giờ mình test nổ này cho bà con mình tham khảo nè. Máy thì bà con thấy đó, vẻ bề ngoài nó không quan trọng, bề trong quan trọng, máy giật nhẹ cái chạy. Thứ nhất, thứ hai nữa là chạy máy găng ti nhuyễn nhừ, nó thì bà con mua đi, bảo đảm máy nổ cho bãi thanh bình, bảo đảm với bà con không bao giờ lầm. Ha, con này là con A11, nó con này hiện tại mình đang bán cái giá cũng là 2.800.000. Nó mình cũng nói thiệt tình với bà con ha, máy móc đó, bán cho bà con nhiều khi á, nói mình nói nhiều khi bà con không tin đâu. Nó máy nổ cho bãi thanh bình năm nay kinh nghiệm là máy trên mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi bà con. Nó thì bà con biết là cái khả năng của mình đến chuẩn máy được bao nhiêu nữa nha bà con. Cái này nói chung ra là mình chỉ dẫn cho bà con thiệt. Nó đối với cái dòng máy rẻ thì bà con máy rẻ thì không bao giờ lại dòng máy mắc ha. Tại vì nó mắc là thứ nhất là đồ đạc của nó thịnh hành trên thị trường, cái thứ hai nữa là độ bền nó cao, đã xài rất là nhiều người đã tín nhiệm mà sẽ xài nó rồi thì người ta mới rút ra cái kinh nghiệm là coi dòng máy đời nào nó xài bền, đời nào nó xài không bền ha. Nên đó bà con mình cứ yên tâm mà mua máy mà sử dụng thôi. Đối với con này là con Mitsubishi GM130, con này đời đầu của Mitsubishi lớp 5 nha. Đó, con này là 4 ngựa dòng vua 4.000, đặc biệt cái con này xài cực kỳ bền. Đó, nó đời đầu của Mitsubishi đời bền dữ lắm bền. Mà thêm con tắc nhấn này nữa là cái điểm nhấn của nó nè. Điểm nhấn của con tắc nhấn này là đời đầu ha. Con này mà tắc tròn này xài bền cực kỳ luôn đó. Nói chung là cực kỳ. Vua thỏ ghim nè ha, áo ghim nè, giật ghim, bình xăng ghim. Con máy này cực kỳ đẹp luôn, nó đẹp như mới luôn nha bà con. Đó đây, lốc thì trắng tinh ha, ốc thì bảy màu luôn, còn vàng thực luôn nè ha. Lốc trắng tinh, ốc bảy màu, quá đẹp. Đang xài cái bơm cosin lưu lượng lít là 560 lít, bơm cosin trắng như mới luôn. Nó đây hút 49 xả 49, lộn, hút 60 xả 60. Nó cực kỳ đẹp nha bà con này đẹp như mới luôn.
nó có cái bô lửa này thì nó hơi vàng vàng ha, chứ hơi vàng chứ không xét lốp. Cò là cò OHB ha, ốc chữ C hết trơn nè, nó ốc chữ C là có ghi được đó bà con. Cò chụp cò nhắn tin nè, mình xăng hiện tại con này đang bày thầy mình xăng bikini Moren India băng. Đó, con này là con Metsu màu 1 hang 4 ngựa ha, đẹp như mới nha bà con, con này cực kỳ vip luôn. Đó, con này quá đẹp, bóng giận cò mà nó chơi đẹp gì là máy đẹp chứ đất nha bà con. Bình xăng là bình xăng Kenhin Moren da băng ha, bikini chứ, bình xăng bikini Moren da băng. Đó, áo yếm rất là đẹp. Rồi, mình test nổ con này, quên test nổ này cho bà con cảm nè. Trời, cái ăn đi. Rồi, bây giờ mình lên cái mã số của con này cho bà con mình tham khảo luôn ha. Con này là con A12 nè. Đó, A12. Con này hiện tại mình đang bán với bà con cái giá cũng là 2.800.000 bao ship tận nhà, tặng kèm cho một tiếp mở bogey, hai cái đầu găng, một cái đầu biến và một cái chai nhớt nha. Đó, đây. A12 giá 2.800.000. Đó, bà con mua máy thì bà con nhớ dùm cho máy nổ thì phải Thanh Bình cái mã số ha. Đừng có quên cái mã số, quên mã số thì tụi nghiệp máy nổ cho phải Thanh Bình là không biết đường soạn. Đó, rồi tiếp theo. Tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con OHV GM131. Con này là 4 ngựa, dòng tua 4.000. Đó, con này là đồ đạc nè, zin hết trơn ha. Rùa thỏ zin nè, bình xăng zin nè. Áo zin nè. Đó, bình xăng con là bình xăng Mikini Modern da băng ha. Đó, áo yếm liền lạc, lóc trắng đẹp ha. Ốc thì zin từng con ốc luôn. Đang xài cái bơm Cosin lưu lượng lít là 600 luôn. Khung thì nói chung còn chắc chắn còn đẹp. Hút 60 xả 60 lưu lượng lít 600. Nó bơm Cosin. Bên Nhật nó xài cái gì mà nó đấu đầu nè bà con, đấu găng nói nhanh rồi đấu đầu biến ra rồi đấu đầu trên rảnh, biết xài cái giống gì mà nó đấu cỡ đó chứ không biết. Nó bà con mua con này á, chốt con này thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình á sẽ gỡ mấy cái này ra cho bà con mình ha, gỡ sạch cho hết. Bà con lấy đầu nói nhanh thì mình gắn đầu nói nhanh lại cho bà con mình cho nó gọn ha. Nó bô lửa thì còn rất là đẹp nè ha. Nó rất là đẹp luôn. Cò này cò OHV ha, ốc là chữ C hết trơn ha. Dây xăng này dây xăng mới nha bà con. Nó dây xăng mới, bình xăng thì bình xăng Mikini Modern da băng. Nó bình xăng zin, chụp giật zin, áo zin, đồ đạc zin, IC zin, nói chung là con máy này zin toàn tập. Máy móc là chưa gã gáp chưa bung ha. Đó, bà con thấy rất là đẹp ha. Nó con này là 131 4 ngựa, dòng tua là 4.000 ha, đồ đạc rất là đẹp luôn, bơm Cosin. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test nổ cái con này cho bà con mình tham khảo nè. Kéo nhẹ chị, máy lên rất là gông, rất là bốc ha. Nó nhạy nổ cực kỳ. Con này là con A13 nè. A13 con Metsu Messi GM131. Nó con này là giá của nó cũng là 2.800.000. Đó, bà con mình vô chốt con máy nào thì liên hệ với máy nổ Nhật Bản Thanh Bình ha. Đó, máy nổ Nhật Bản Thanh Bình. A18 giá 2.800.000. Rồi, tiếp theo mình cũng lên cho bà con một cái con Metsu Messi GM130 nữa. Hả, con này là 4 ngựa dòng tua 4.000. Áo yếm đồ đạc của nó là liền lạc, máy móc là nguyên zin ha. Bình xăng là bình xăng Mikini Modern da băng luôn. Áo yếm rất là đẹp luôn, chụp giật Kenchaman luôn ha. Lóc thì trắng như mới ha, lóc trắng như mới luôn. Đó, đó quá đẹp. Con này đẹp hoàn hảo ha. Đó, bơm của nó là sắt pha rang ha, sắt pha gan nên cái bơm này ít có bị tình trạng mà bị gỉ ten, gỉ sét cũng lỗ ha. Đó, hút 60 xả 60. Đó, hút 60 xả 60. Đó, bình xăng nè, dây xăng là dây xăng zin. Con này quá đẹp các bà con ơi, chụp cò nó còn mới gì là đẹp chứ lắm đẹp ha. Bô lửa thì đem quyền luôn. Bình xăng thì Mikini. Nó phá xăng là phá xăng zin ha. Nó dây xăng zin. Lộn, dây xăng zin, phá xăng mới. Nó phá xăng mới dây xăng zin. Cò OHV ốc chữ C hết trơn ha. Nó ốc chữ C hoàn hảo, không có lai một ốc nào, khung sườn thì rất là đẹp. Đó, con GM130 thì nó sẽ đóng số xe ghi ở đây. GM130. Nó số xe ghi nằm đây ha. Đó, số xe ghi nằm trong chỗ này, bà con mình có tham khảo gì mấy Nhật thì vô coi cái đó ha. Nó chụp giật zin, áo zin, con máy này đẹp rất là đẹp ha. Nó lóc thì trắng như mới. Ốc thì 7 màu. Đó, số 7 hết trơn, không còn nào không có số 7 nè bà con. Đó, máy rất là đẹp ha. Bơm hút này hồi này kia rất là mới luôn. Bơm này xài khó hư lắm nha bà con. Nó sắt pha gan xài hư, bình xăng Mikini thì đẹp như mới luôn ha. Cò này cò OHV cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ mình test nổ này cho bà con tham khảo nè.
máy thì chạy tiếng rất là gong, rất là bốc, đặc biệt không ra miếng khói ha. Đó. Rồi. À, con này á, là cái mã số của nó là con A14. Đó, A14 hiện tại con này đang bán cho bà con cái giá cũng là 2.8 triệu luôn. Đó. Ngày xưa thì bán 3 triệu mấy thì bà con mua quá trời mua, thì bây giờ bán giá 2 triệu mấy cũng mua quá trời mua. Đó. Rồi. Tiếp theo mình lên cho bà con á, cái con này Honda 4 ngựa ha. Con này á, là áo jean. Đó, áo jean chụp giật mới ha. Đó, mình giới thiệu rất là kỹ ha. Nói chung ra là mình rất là không phải mình phe mình là thiệt tình. Nhưng bán đồ trên mạng mà giả dối cho bà con á, thì nói chung ra là mang cái đó thì nó không có bền lâu được. Nên máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình có cái sao nói vậy, nó nói thẳng thắn, nói thiệt tình. Đó cho bà con mình, bà con ai mà thương mến máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình thì vô mua máy ủng hộ máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình, thì máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình rất là cảm ơn. Nhưng cái gì thiệt thì mình nói thiệt, cái nào không thiệt thì nói không thiệt các bà con, chứ không có nói dốc nói láo hay là nói này nói kia bà con mình. Chân để cho bà con mình mua máy rồi về nhận cái máy về, rồi khi nhận cái máy về rồi ngồi đó mà cự lộn với nhau thì nó mất cái tình làng nghĩa xóm hết trơn nha bà con. Nó nên nó máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình rất là trọng cái chữ tín. Nó hứa với bà con là mình sẽ làm chứ không để mà mất cái uy tín mình mất được. Nó nói chung bán cho bà con được một cái máy thì bà con sẽ giới thiệu, cái uy tín mình có thì bà con sẽ giới thiệu người khác mua tiếp máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình. Nó nên máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình có sao nói vậy. Cái áo con máy này là áo ghim chụp dịch, con này về nó bị hư. Nó nên máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình đã lấy cái dịch mới gắn vô. Đối với cái phần chụp dịch thì nó không quan trọng gì mấy đâu nghe bà con. Đó đây ha. Bình xăng lớn là bình xăng ghim, con này là ghim toàn tập, chỉ có chụp dịch là việc mới. Đó, con này là 4HB. Dòng tua ha 4000, nó 118cc. Nó lốc, nó lốc của nó thì nó hơi vàng vàng ha. Nó nhưng đặc biệt con này thì đồ đạc nó nguyên zin, không gã gáp, không bung, không đụng đĩa, không gì hết ha. Chỉ vệ sinh bình xăng con là nó sẽ chạy. Con này là ban xài cái bơm coxin lưu lượng lít là 600 ha. Hút 60 xả 60. Đó, hút 60 xả 60 có cái phá nhanh luôn nè bà con. Bà con nào sử dụng này thì mình để lên này cho bà con mình luôn ha. Đó, đây. Bô lửa thì rất là đẹp nhưng cái chụp cọ thì nó vàng khật ha. Bô lửa thì rất đẹp rồi. Bình xăng là bình xăng Kenhin model da băng. Đó. Nói chung con máy này thì nó không đẹp hung, nhưng được một cái á là đầu đạc nó zin. Đó. Máy móc chưa gã gáp chưa bung, máy không ra khỏi, bô e vẫn zin luôn nha bà con. Đó, rồi. Quay kỹ cho bà con mình coi ha. Nói cũng nãy rồi, khung thì cũng còn rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ test nổ cái con này cho bà con mình tham khảo luôn. Rồi. Thì không ra miếng khói, lên ga lớn thì rất là gông, ga tiên thì điểm dòng. Đó, không phải vậy là mình mới mua thôi. Hiện tại cái con này mình đang bán cho bà con cái giá thành rất là rẻ lại cho bà con mình luôn. Con này là con A15 nè. A15 con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.6 triệu. Đó. Đó, A15 giá 2.6 triệu. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lên cho bà con một cái con cuối cùng ha. Nay mình lên 9 con. Đó là con cuối cùng. Đó, con này thì mình có ấy thì bà con có mua thì mình quấn cái dây giật lại ngụm nữa nha bà con. Tại vì nó về nãy nè. Đó, đó cũng ok ha. Tại nó chưa có ấy hung. Bây giờ tháo ba con ốc này ra, chế miếng nhớt vô một cái là nó sung, nó ngọt băng lên liền ha. Rồi. Bây giờ con này là con GB. Đó, con GB, con này là Mitsubishi GB model da băng. Con này là 4 ngựa 2. Nó GB con này là 4 ngựa 2 ha. Áo ghim chụp giật ghim gùa thỏ ghim bình xăng mũ. Nó bình xăng ghim luôn. Chụp boe ghim. Nó nói chung là con máy này ghim toàn tập, máy móc chưa gã gáp chưa bung, còn bóng dạng còn rất là đẹp luôn ha. Nó model in da băng nó đóng chỗ này. Đó, mình chỉ rất là kỹ cho bà con mình ha. Bà con nào có vô mua thì về coi cái đây phải in da băng không ha. Ốc thì ác thì ghim toàn tập, máy móc chưa gã gáp chưa bung. Đặc biệt cái bom này bên Nhật nó xài sao mà chăng có cái dũng sét hay gì nè. Lộn, cái dũng vàng. Nó cái dũng phèn nên nó vàng hực nha bà con. Nó nhưng bơm rất là đẹp, không ảnh hưởng gì tới bơm ha. Nó hiện tại lưu lượng lít của con này hiện tại là 600 lít một phút luôn. Hút 60 xả 60. Đó. Dây xăng là dây xăng gin luôn ha. Khóa gin, dây xăng gin, bình xăng Mikini, model in da băng. Bình xăng nó trắng như mới luôn nha bà con. Đó, cò là cò OHV. Con này rất là đẹp nhưng có một cái á là nó bị phèn. Nó bị phèn nên nó vàng 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 ha. Bô lửa thì đẹp như mới nè. UE này rất là đẹp luôn. Dòng này là Mitsubishi GM, con Mitsubishi GB chứ không phải GM ha. Đó, con này thì siêu siêu một cái là siêu chạy tiếng rất là căng tiên rất là êm ha. Số xe ghi nằm đây ha.
số xe ghi nằm đây, số xe ghi nằm đây, hai cái bà con nào sử dụng máy nào thì cứ liên hệ ha. Rồi bây giờ mình sẽ test nổ con Zetsu GB cho bà con 4 người 2 nha bà con. Con này được cái biệt danh là chùm chạy gian ti ha. Đó, ga lớn của nó là bà con thấy nó lên xuống là do cái tự động nó còn ha, tự động nó còn nhảy tốt thì nó ga nó mới lên xuống được. Khi tự động nó còn nhảy tốt á thì bà khi con vô tải nặng á thì tự động nó sẽ tự động nó nhảy lên ga lên, nó không bao giờ tắt máy ha. Đó bà con yên tâm nhiều đó, được cái đầu tự động còn im là còn rất là ngon. Con này là con A 16, con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là giá nhiêu vậy trời. Con này thì phẩm bán giá nó cũng tầm 3 triệu rồi, 3 triệu mấy vậy nè. Mà bữa nay thì thôi tính bây giờ tính rẻ cho bà con đi. Thôi tính cho bà con giá 2 triệu 6 luôn. Đó, con cũng lời lỗ gì nhiêu. Tầm 2 triệu 6 luôn. Đó, bán mau bán lẻ thì nó cho nó chạy hàng đồ nghe bà con. Đó. Rồi, con này là con GB, con này là 4 ngựa 2 ha. Mã số 16, giá 2 triệu 6. Bà con nào có sử dụng máy nhớ dùng cho máy nổ dùng bãi Thanh Bình. Đó. Chốt máy thì mình nhớ dùm cho máy nổ dùm bãi Thanh Bình là cái mã số ha. Đó, cái mã số. Bây giờ bà con chốt cái con nào thì nhớ mã số dùm cho máy nổ dùm bãi Thanh Bình. Đó, nhớ con nào mã số máy bà con chốt máy thì máy nổ dùm bãi Thanh Bình mới đóng đi cho bà con được ha. Để anh tôi bà con nói lưng chừng thì mình đóng lộn máy này kia này thì bà con về mất công. Bà con nhận không nhận máy thì cũng tội nghiệp máy nổ dùm bãi Thanh Bình. Còn bà con nhận thì bà con không ý cho chân không trúng cái ý bà con thì bà con cũng hơi buồn ha. Thì thôi thì bây giờ thôi mình muốn làm ăn cho nó chắc chắn thì bà con nhớ cái mã số. Ví dụ như bà con chốt con 15, con 13, con 11, con số 10, con số 12 thì máy nổ như bãi Thanh Bình sẽ lấy đúng con đó cho bà con. Còn bà con điện lại mà nếu mà người khác có chốt rồi thì mình sẽ dẫn kết nối Zalo chỉ cho bà con con khác, bà con đồng ý con đó thì mình mới gửi ha. Nó làm ăn ở đâu thì chắc chắn ở đó để cho bà con mình khỏi phải lòng đó. Hài lòng cả hai bên ha, khi cái người bán người ta cũng có cái lợi, cái người mua người ta cũng giữ ý đó. Rồi thôi máy nổ như bãi Thanh Bình cũng không nói gì thêm đó. Máy nổ như bãi Thanh Bình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong cái live sau nghe bà con.